Ơi, thân chào mọi người nha. Hôm nay mình sẽ tắm và rửa những viên đá tinh thể nha. Viên tinh thể rất là đẹp nha nè. Rồi, mọi người có quan tâm mặt hàng này thì cái inbox cho em nha, những viên sưu tầm rất là đẹp. Hoàn toàn là tự nhiên nha nè, nguyên tinh thể rất là đẹp. Này biến thể hai đầu luôn nè. Những viên thạch anh rất là đẹp nha anh em. Hoàn toàn là tự nhiên hết hoàn toàn nha anh em. Viên đá rất là đẹp nha, viên thể rất chi là đẹp nha. Đây, quá đẹp luôn anh. Anh em thích cái mẫu nào, quyền nào thì anh em cứ bot nha. Zalo của em là 0353369229 nha. Hiện giờ là mình đang vệ sinh những viên đá cho nó sạch nha. Đang vệ sinh những viên đá. Thank you.
Đây. Quá đẹp rồi nè. Chi là đẹp nha nè, viên anh tinh thể rất là tự nhiên. Anh em xem. Nhiều bản luôn nè. Đây nó còn dính bùn đất luôn nè. Đây, anh em coi nào. Hàng siêu tầm nha anh em, những viên tinh thể rất là đẹp. Về cận cảnh cho anh em xem nha. Viên đá tinh thể rất là đẹp. Đây, cũng bụi này cũng đẹp nha anh em. Hàng tự nhiên anh em, hàng tự nhiên 100%. Đấy, thiên nhiên nó mọc ra vậy. Có những viên rất là đẹp. Nhỏ nhỏ xinh xinh. Viên này dính liền nhau. Rồi, chúng mình cũng quay đại khái cho anh em nhìn những viên đá tinh thể tự nhiên thôi nha. Rồi, anh em nào có quan tâm những viên này thì cứ inbox hoặc liên hệ cho em số điện thoại 0353369229. Số này có kết nối bên Zalo nha anh em. Hàng sưu tầm nha. Hoặc anh em để bàn làm việc cũng rất ok nha. Để bàn làm việc, anh em để bàn làm việc thì rất ok. Hoặc trưng bày trong tủ kính. Những viên đá tự nhiên nha anh em. Rồi tới đây em cũng xin kết thúc video nha. Ở trong mình cũng quay đại khái cho anh em xem những mẫu đá tinh thể thôi nha. Rồi cảm ơn anh em đã xem video. Hẹn anh em video sau nha.